Hello cả nhà, chào cả nhà vào xem video kế tiếp cả nhà. Đó, mới vừa bơm chú tôm giờ sẽ đi lên rồi. Bây giờ đang bơm cái chú này nữa cả nhà. Đang đưa lên bầu trời luôn. Đang bơm lên cả nhà. Kẹo kéo, kẹo vũ, kẹo chỉ hồng. Ồ, này gió mạnh nghe nhà. Này gió mạnh. Kẹo vũ, kẹo chỉ hồng. Anh chú vừa lớn lên nha cả nhà. Có cánh nha. Kẹo kéo, kẹo vũ, kẹo chỉ hồng. 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 Này gió mạnh nè cả nhà, gió mạnh nè nhà ơi. Vào xem cả nhà, vào xem cả nhà ơi. Kẹo kéo, dìu lên bầu trời. Kẹo kéo, kẹo vũ, kẹo chỉ hồng. 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 Rồi một con bạch tuộc lôi chú tôm và chú sẽ đi lên luôn. Ở đây ba lấy gió hả à, tổ bơm. Giờ xem cả nhà, giờ xem bữa nay gió mạnh nè cả nhà ơi. Kẹo kéo, kẹo vũ, kẹo chỉ hồng. Đâu có con diều kìa, đang đặt cái bộ. Kẹo kéo, kẹo vũ, kẹo chỉ hồng. 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 Không làm dây dây kiếm chết hùng luôn á. Quay vào đây con không?
Rồi, quay 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 nè, quay con nè. Ờ. Nè ngó lại coi. Trời ơi. Ừ. Chứ kêu quay mà không quay mặt. Ừ. Rồi rồi quay con ăn. Ừ. Quay mấy con ăn. Cho con lên Vlog con ăn. Cho con lên YouTube luôn. Tài Vlog con. Tài Trần Vlog. Có chứ, coi chú Đăng mà. Trời ơi. Được được. Tài Trần Vlog con. Tài YouTube, Tài Trần Vlog. Tài Trần Vlog con. Tài Trần Vlog con ơi, viết cách cách ra. Rồi có mấy cháu à, nó đăng ký kênh luôn á. Rồi bấm đăng ký nha con. Dạ chú. Rồi rồi rồi. Rồi rồi đăng ký con đâu? Đâu? Đây. Đúng rồi, đăng ký con. Bấm đăng ký con, đăng ký rồi, đăng ký rồi. Rồi bấm đăng ký đi con, bấm đăng ký. Đưa cho mấy nhỏ này lên Mỹ hết ngang. Lên YouTube luôn. Trời ơi gái xinh không? Gái xinh trai xinh không? Vậy mà không đưa lên cho được. Để về chú chỉnh sửa cái áp nữa ngang. Ừ. Ừ, hôm nay gió mạnh dìu lên dữ nha. Dìu bự 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 không. Đại tử, đại tử. Có bấm đăng ký không? Bấm cái đăng ký, bấm vô cái chuông luôn là có video mới của chú là con xem hết. Ừ. Không quay cái nữa đi, quay cái nữa cho hết video này đi, cho mấy đứa nè. Hả? Cho hết video thả diều luôn đây, cánh đồng diều ở chùa Kén cả nhà. Rồi, gần quốc lộ 22 luôn. Đó. Thế nào cái kênh này cũng là quảng cáo dữ lắm. Trời ơi, quay mấy con là quảng cáo dữ lắm. Đang kiếm vợ chú. Rồi đây đây, đang kiếm vợ hả? Rồi rồi. Đang kiếm vợ hả? Chú đang xe duyên luôn nè. Chú đang kết nối yêu thương cho mấy con luôn ha. Đó, cái này quảng cáo dữ lắm mà. Rồi đưa tay lên phải tay chạm cái coi. Rồi, rồi nhìn lên bầu trời xem diều luôn. Rồi. Nhìn lên bầu trời xem diều luôn nghe con. Ồ, nay gió mạnh cả nhà ơi, gió mạnh. Tất cả dù lớn bay lên hết rồi cả nhà ơi. Ơi. Có video này là dành thời lượng cho mấy cháu rất là nhiều. Ờ, mấy cháu nó vui quá nó thả diều. Ờ, nó muốn làm cho nó một chút gì đó rồi là đưa lên cho nó. Rồi. Ồ, nay bầu trời gió lớn nghe cả nhà. Diều lên rất nhiều. Rồi, thôi buổi chiều chúc cả nhà mình vui vẻ hạnh phúc bên gia đình mình an. Xem thả diều tại cánh đồng ruộng chùa Gò Kén. Đó, Long Thành Trung, Hòa Thành Tây Ninh cả nhà. Rồi. Rồi. Rồi, mình xuống video đen cả nhà. Hẹn cả nhà mình video tiếp theo. Rồi, bye bye, chào tạm biệt cả nhà.